Ngày hôm nay thì mình đưa các bạn tham quan cái đền đài Chichen Itza, là một cái đền đài có thể gọi là lớn nhất, nổi tiếng nhất của người cổ đại Mayan. Và các bạn thấy cái đền đài này hình kim tự tháp. Và cái kim tự tháp thì phải nói là được xây dựng trên khắp nhiều nước trên thế giới. Ví dụ một Tây Á, Egypt, Sudan, Cyprus và Hy Lạp. Và cái người Mayan là một cái người mà họ đã làm ra cái lịch, rất nhiều bộ lịch khác nhau. Cho nên và trong những bộ lịch đó thì con số 9 là một con số rất là nổi bật trong cái nền lịch đó. Cho nên những cái đền đài này họ thường xây những cái bậc thang. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là 9 bậc. Và cái bậc thang chính giữa mà những cái bậc thang nhỏ là 93 bậc. Ví dụ như thế. Và nó xây trên một cái diện tích rất là rộng và 30 km vuông. Và mỗi một cái đền đài như vậy thì có một cái miệng, cái cửa sổ các bạn nhìn thấy trên màn hình. Bởi vì Chichen Itza, Chich có nghĩa rằng là cái miệng, đó là như vậy, hoặc là cái cửa. Chen có nghĩa là cái giếng, là có một cái từ địa phương là Genota mà người ta sinh hoạt ở đó. Và Za là tên của một bộ tộc người Maya, cho nên là Chichen Itza là như vậy. Và xung quanh những cái kim tự tháp đó đó thì họ xây một cái dãy những cái cột rất là nhiều ngàn cái cột dài trên một cái diện tích rất lớn. Và ngày xưa thì trên những cái cột này đó họ có những cái mái nhà. Và mái nhà này được làm bằng gỗ, nhưng mà theo thời gian vì đã 3.000 năm rồi, cho nên họ đã vỡ đi. Và những cái khu cột này là những cái khu chợ. Bởi vì trong một cái đền đài như vậy thì nó có tôn giáo là đền đài, chính trị là quân sự và những cái khu chợ là thương mại. Và những cái khu cộng đồng như vậy họ ở từ 5.000 người, 50.000 người. Và có những cái khu vực, những thành phố là đến 2 triệu người. Cho nên mới nói là người Mayan là một cái đế chế rất là lớn vào thời kỳ đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ tham quan một cái khu nhà. Đây là một cái nhà điển hình của người Mayan. Và người Mayan hình vuông hoặc hình tròn, ở trên được lập bằng lá palm. Đi vào trong nhà thì các bạn sẽ thấy một cái bếp nằm ở phía đất. Và một bên còn lại là một cái giường được làm bằng gỗ hoặc là bằng đá. Đó là nền văn hóa của người Mayan. Tất nhiên người Mayan đã làm ra nhiều thứ, ví dụ như lịch hoặc sô-cô-la cho thế giới mà đến ngày hôm nay vẫn còn được sử dụng. Và người Mayan và những cái đền đài này thì bị chìm đắm và bị mất tích, coi như là không ai được nhìn thấy từ thế kỷ thứ 12 cho đến mãi đến thế kỷ 15. Và khi mà người Tây Ban Nha đó, họ đi đến đây và họ tìm kiếm nô lệ từ Cuba cho đến vùng Yucatan là phía nam của Mexico này trong vùng biển Caribe, thì họ mới phát hiện ra những cái đền đài này. Và khi các bạn nhìn thấy trên màn hình bây giờ là những cái đền đài này, thì nó có được một cái kim tự tháp được xây bằng 3 lớp hoặc 6 lớp. Vì bên trong họ xây xong một lớp, họ đổ đá lên đầy và họ xây thêm một lớp nữa. Phía ngoài họ sẽ tạo ra những cái bậc thang như thế này bằng những cái tảng đá. Cho nên các bạn sẽ thấy 9 bậc ở đây. Và phía trên cùng sẽ là cái mái nhà. Đó là như vậy. Và gần phía trên các bạn sẽ thấy một cái cửa đi vào, thì gọi là cái miệng, có là chích, có nghĩa là như vậy. Và đây là 93 bậc để lên một cái cửa. Đây là Chichen Itza, một cái nơi mà rộng lớn nhất cũng như là một cái nơi mà nổi tiếng nhất. Cho nên khi các bạn tham quan thì các bạn sẽ thường đến đây. Và ở đây có cái miệng nữa. Đây là giống như là một cái hình của đầu rồng. Thì đây là một cái nền văn hóa cổ xưa của người Mayan. Nó cũng có một cái gì đó gắn với người châu Á mình.